Xin kính chào quý vị, xin mời quý vị đón xem những thông tin nhanh nhất về giá vàng trong nước và trên thế giới ngày mùng 4 tháng 2 năm 2024 được cập nhật hàng ngày trên báo Công Thương. Sáng nay, sau chuỗi ngày tăng mạnh, giá vàng trong nước được điều chỉnh giảm với mức giảm cao nhất là 600 000 đồng một lượng. Cụ thể, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng niêm yết ở mức 75,6 triệu đồng một lượng mua vào và 78,12 triệu đồng một lượng bán ra. So với dạng sáng qua, giá vàng miếng SJC đã được điều chỉnh giảm 600 000 đồng ở chiều mua và 400 000 đồng ở chiều bán. Doji tại khu vực Hà Nội đã điều chỉnh giảm 100.000 đồng một chiều mua và 200.000 đồng một chiều bán, số lần lượt 75,95 triệu đồng một lượng mua vào và 78,25 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng miếng vùng của SGC đâm niên ít ở mức 75,7 triệu đồng một lượng mua vào và 78,1 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 500.000 đồng một chiều mua và 300.000 đồng một chiều bán. Chốt phiên cuối tuần, giá vàng thế giới giao ngay tại thị trường Mỹ đứng ở mức 2039,7 đô la Mỹ một ounce. Phiên cuối tuần, giá vàng thế giới giao ngay giảm mạnh hơn 15 đô la Mỹ một ounce so với chốt phiên trước nhưng tính chung cả tuần vẫn tăng mạnh tới 14 đô la Mỹ một ounce. Thị trường vàng thế giới tuần qua biến động tăng giảm liên tục khi chịu tác động bởi nhiều yếu tố. Đầu tuần, và giao ngay giao dịch quanh mức 2024 đô la Mỹ một ounce và có xu hướng tăng chậm sau khi tuyên bố của cục dự trữ liên bang Mỹ Fed, giá vàng đã tăng mạnh sau đó.